con không thương con thương ai, đâu có ai làm được. À mà thì cũng lớn tuổi rồi đâu có làm được, mình nên chỉ làm à. Đi đâu cũng mình nên chỉ làm, đi đâu cũng phải tranh thủ về, đâu có dám đi đâu. Hồi xưa tôi nói tôi giá cho con tôi lớn, tôi chỉ cần đưa rước con tôi đi học thôi là tôi vui rồi. Không được vậy mà thôi cả. Mày đừng nói, mày nói trong tuổi chứ giờ nó đâu có đi học đâu, 21 rồi. Tôi có đứa con là Giang Thiên Đào, 21 tuổi. Nó bị bệnh động kinh rồi nhỏ tới lớn đó. Rồi chở nó đi bán vé số. Thì tỷ có ai mà kêu làm buổi sáng thì tôi làm, còn không làm thì tôi chở nó đi bán vé số. Rồi về, về cơm, nước, thuốc, men, tắm rửa vậy thôi. Bán ít lắm, mấy chục tờ thôi à. Thì tiền sanh ra thì nó cũng bình thường, nhưng mà nó chậm. Nó cứ chậm hoài, mình tưởng nó cũng chậm. Không biết nói, biết đi gì hết, không biết gì hết. Rồi xong nó bị lên cơn giật. Rồi mới ẩm nó lại chạm. Người chạm người xuống phường, người ta mới chỉ đi điều trị luôn. Tôi cũng có hỏi bác sĩ, hỏi như đi uống gì thì có hết không, tính cho coi đang nói chuyện gì. Thì bác sĩ nói cứ việc điều trị đi, chứ bây giờ ta cũng không có nói cái ngày nào hết. Thì mình cũng kiên nhẫn mình điều trị thôi. Chứ hằng ngày thì bắt đầu đi từ lấy lại đi 302, rồi xong mình đi đường Phạm Chí, chạy ra 3 tháng 2, rồi quẹo về Nguyễn Đình Chiểu, rồi về thôi. Nếu mà hết thì ghé chỗ của chị đó lấy thêm 20 tờ, rồi không hết thì bán 30 vậy thôi. Ghé chợ Tân Định mua đi, rồi phải chỗ đá uống, uống xong mới chạy về, nó chịu vậy đó. Rồi nó uống xong rồi nó mát bụng, nó không có la, còn nếu không nó cự nự lắm. Vậy đó, bữa nào nó vui thì thôi, nó buồn nó cũng cự, nó dãy trên xe tưng tưng luôn á. Mà nó vui thôi, cười, nó cũng mệt mồ hôi không á, mình mấy nó cũng mồ hôi không, mà thấy mồ, hai cái tay nó mỏi cứng luôn á chứ. Mà nhiều khi cũng phải dịnh đó, cưng chưa thấy đâu mà cưng ha, mỗi bữa nó còn đòi bằng áo mưa nữa, trồng thêm cái áo mưa vô nữa, trời ơi. Tại vì mấy bữa mưa tôi bận cho nó, rồi cái tới nắng cái nó quen vậy rồi nó bận áo mưa, trời nắng nó cũng đòi bằng áo mưa, ai cũng dòm kỳ chứ. Không bận thì sao? Không bận nó la ông chồng nó dậy, không cho, không chịu nổi, phải bận vô, bận vô nhưng mà mình phải gom cho nó gọn lại thì nó chịu thôi, kệ thà bận coi như áo chống nắng đó, ai cũng cười hết trơn. Bữa nào gặp trời mưa thì thôi ướt nhẹp luôn, đục mưa không kịp là ướt nhẹp. Chùm là có khi về tới nhà ướt nhẹp, ướt nhem thay đồ liền. Nhưng mà nó mới nó khoái lắm. Mưa là nó mừng lắm. Nó cho mưa mình mấy nó ướt vậy nó khoái lắm. Mà tôi thì tôi sợ nó bệnh, lẹ lẹ về đang thay đồ. Mà nó khoái lắm, mưa là nó khoái nhất. Mới đầu thì ẩm. Ẩm ngoài chợ lớn nè, chợ Bình Tây đó. Ẩm không, ẩm suốt luôn, cái sao nè ẩm nổi cái cổng. Cổng Vinh Giai. Cái mấy người nó chờ để tôi quay clip mày lên kìa, mày cổng con đi bán cái số và xứ này của mình lên mày là cổng con thôi. Cổng mấy năm trời ngoài chợ lớn. Cái mấy người bán hàng mới nói thôi bây giờ tao giới thiệu cho mày đi phụ việc nhà cho người ta. Mày đỡ nó cái thời gian cứ đi phụ việc nhà, ngày làm mấy cái nhà luôn, bỏ nó nhà gì nè. Khi em mà đi ngang mà dùm dùm dĩa đái đồ đó. Rồi bác sĩ nói nó yếu quá à thôi dắt đi bán đi. Giờ nó mới đi bán, chở đi bán. Người ta cho mua tiền mua chiếc xe đạp đó rồi chở đi bán gì đó. Hiện tại thì tôi ở với ba má chồng. Ba má chồng cũng chia anh em đứa một căn căn gì nè. Đứa một phòng giống như chưa được 10 mét vuông. Thì mỗi cặp vậy đó. Nhưng mà cũng có con cháu đầy đủ đông lắm. Trong nhà đông lắm. Thì đỡ tốn tiền mướn nhà vậy thôi. Ba bé nào là 52 tuổi. Mà ảnh bị u ác tính não đó. Bây giờ anh cũng uống thuốc nam hoài hoài mấy tháng nay đó. Chồng tôi thì làm bảo vệ ở trên quán cà phê gì đó, cà phê hao gì đó. Làm lúc trước thì làm 8 tiếng. Nhưng mà từ ngày dịch tới giờ làm có 5 tiếng à. 5 tiếng thì ảnh lãnh tiền dài thì hùng vô đưa tiền điện, tiền nước. Rồi mua gạo, mua dầu hôi. Rồi nhiều khi dư thì ảnh cho tôi thêm mua tả. Tại tiền phường chưa có thì cho thêm mua tả. Rồi mua sữa thêm cho con. Ba nó được lắm, ba nó hiền. Là ngặt ổng bệnh hoạn vậy thôi. Cái bệnh của nó thì không có gào thét. Nó chỉ giống như bình thường thì nó đòi ăn rồi nó la sùm qua là nó đòi cái gì. Giống như nó mà mở máy nè, hết pin thì nó đòi mở cho bằng được thì nó phải la sùm thôi. Còn nếu mà nó mỗi lần nó lên cơn giật thì nó chân mình rồi nó đứng hình giống như không thở mấy giây vậy đó. Trợn trắng lên. Không thở mấy giây luôn. Tay chân lạnh ngắt hiếm luôn. Rồi nhiều khi tôi chở nó đi ngoài đường bán ha. Có mấy người người ta cũng một số người tốt lắm, người ta giúp đỡ, người ta cho tiền. Còn một số người á, chắc chở đi vậy đặng người ta thấy tội nghiệp, người ta cho tiền. Rồi tôi gửi nó được, tôi gửi tôi đi làm sướng hơn chứ chở đi chi cho cực. Đi ngoài đường nhiều khi nắng quá trời nắng, ngừng lại hai ba con uống nước.
nghỉ ngơi chút xíu. Rồi là nó đưa cái mặt dơ lại phải không, không không mà nó không chịu. Giống như nó cũng biết nịnh, nó cũng biết thương mình. Mà có khi cũng ba gai nha, ngừng đèn đỏ la dữ lắm. La ai cũng dòm tôi hết trơn, ai cũng tưởng cái tôi bắt cóc nít. Chịu không nổi, nó nắng quá chịu không nổi. Thì 21 năm rồi nó đâu có nói tiếng nào đâu, mình vẫn nói với nó hoài thôi. Nó không trả lời trả vốn gì hết. Không biết nó hiểu không, mình vẫn nói vậy thôi. Gia đình cũng khó khăn đó, bán giấy số rồi phụ việc nhà nữa. Thứ nhỏ nhỏ đều cũng không có sao, nó cũng mình lắm. Thấy mình nó gần như quen á, nó mừng. Sau này nó lớn nó làm như nó sợ á. Tại sau này cũng mẹ nó cũng ít dặn nó già. Nó tốt lắm, lo cái này lo kia, ăn uống đầy đủ á. Nó sanh ra nhỏ xíu là thấy dễ thương lắm. Tự nhiên nó bị vậy, 2-3 tuổi, 4 tuổi bị vậy rồi. Phải không? Không vô nữa. Mẹ nó đi bán giấy số, có khi nó ẻ đi, ẻ tay, ẻ làm sùm á. Với nó dữa thôi, phụ nó một chút thôi, không có phụ được cái gì hết. Ngoài mẹ bé đào ra không ai chăm sóc được chứ. Chỉ có mẹ bé đào. Vì sao vậy ạ? Tại vì không chịu ai chứ. Ăn uống rồi tắm rửa thì rửa mặt này kia. Người nhà không ai chịu được chứ. Chỉ có mấy mẹ bé đào là giữ được. Em cũng thấy mà tội nghiệp. Chị có phụ không? Dạ em cũng muốn phụ lắm mà phụ không được. Tại vì bé đào là chịu mẹ. Tôi giá cho con tôi lớn, tôi chỉ cần đưa rước con tôi đi học thôi là tôi vui à. Không được vậy. Nhiều người tôi thấy đưa rước con mà cằn nhằn cử như thế. Trời tôi ước gì mà còn không được nữa hả? Nó đâu có học được đâu. Con học được cái gì đâu. Nó đâu có biết cái gì đâu. Mà hồi đó đi bán nhiều lắm. Hồi đó đi bán tới chiều mới về là đi mà chợ lớn á. Chiều hai mẹ con mới về, không có ở nhà. Chị có như, bao giờ? Giống như muốn né tránh vậy đó. Đi tối ngày không có về nhà. Vô giận lắm cưng mà nó không biết gì hết đó. Nó không biết, chị nó không biết gì hết. Nó chỉ coi gì thôi nè. Có biết cái gì đâu. Tôi cũng có mua chữ cái, tôi cũng có mua sách vẽ rồi. Tôi lấy sáp, tôi cầm tay nó, tôi vẽ thời gian đó. Mà nó cũng không làm được. Thì đó, cũng tuyệt vọng lắm chứ. Nhưng mà thôi, cái gì bây giờ ông trời ông cho vậy rồi.